siro bổ mắt Igon. Đây là một trong những cái sản phẩm đã và đang nhận được cái sự tin dùng của hầu hết các bậc cha mẹ có con đang trong độ tuổi đến trường, để giúp hỗ trợ cho bé trong cái việc mà điều trị phòng chống các cái tật khúc xạ như là cận thị hay viễn thị và loạn thị. Trong cái siro bổ mắt Igon này có chứa rất nhiều những dưỡng chất mà tốt cho mắt của em bé, như là cao hắc kỳ tử với hàm lượng cao các cái carotenoid, trong đó như là beta carotene, một chất tiền vitamin A, lutein, zeaxanthin. Đấy là những cái dưỡng chất mà nó rất tốt đối với hệ mắt của bé, nó làm bảo vệ các cái tế bào võng mạc. Trong đó lutein và zeaxanthin là hai thành phần chính cấu tạo nên điểm vàng, giúp chúng ta nhìn rõ mọi vật. Điểm vàng quyết định tới 90% cái thị lực của chúng ta. Và nó cái hai cái thành phần này nó sẽ giúp ngăn ngừa cái tác dụng có hại của ánh sáng xanh. Thành phần nữa chính là bông cải xanh, cái DHA. Bạn biết rằng là DHA đó là một cái axit béo không no thuộc nhóm omega 3, vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của trí não, thị lực và phát triển xương. Nhưng cơ thể chúng ta lại không thể tự tổng hợp được cái DHA mà hàng ngày phải bổ sung thông qua con đường ăn uống. Ngoài ra thì ở trong sản phẩm còn có một thành phần thú vị nữa, đó là hạt óc chó. Còn một thành phần nữa đó chính là cái chiết xuất việt quất. Qua đó các bạn có thể thấy rằng là ở trong cái sản phẩm siro bổ mắt Igon có chứa rất nhiều những thành phần từ tự nhiên, nhờ đó mà nó rất an toàn, lành tính và mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời dành cho mắt của bé. Cái hồi tháng 6 nghỉ hè đưa con đi khám mắt định kỳ thì được bác sĩ Hoa tư vấn cho con uống thêm cái loại siro bổ mắt Igon. Về mình cũng cho con uống 2 ống một ngày, mỗi lần uống một ống 10ml, và đến giờ thì uống được gần 6 tháng rồi. Mình vừa cho cháu đi khám lại định kỳ tuần trước, không thể tin được mọi người ạ. Từ 3,5 độ mắt phải và 1,75 độ mắt trái thì giờ chỉ còn 2 độ mắt phải và 0,75 độ mắt trái. Vợ chồng mình thực sự rất mừng. Siro Igon, sản phẩm bổ mắt thế hệ mới với những cải tiến vượt bậc trong bảng thành phần, giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho đôi mắt. Sản phẩm được chứng minh lâm sàng có khả năng cải thiện thị lực hiệu quả cho trẻ từ 1 đến 18 tuổi, đặc biệt là trẻ mắc các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.